Nhi được chồng và con gái hộ tống đi khám sức khỏe đầu thai kỳ. Ái nữ còn nhỏ tuổi đã thể hiện phong thái trưởng thành, hành động quan tâm dành cho mẹ khiến ai cũng tan chảy. Mới đây, ca sĩ Đông Nhi chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh cô được ông xã ông Cao Thắng cùng con gái Winnie đưa đi kiểm tra sức khỏe đầu thai kỳ. Đông Nhi cho biết, sẵn dịp đi chợ hoa chụp hình Tết về thì cô đã cho Winnie cùng đi đến phòng khám. Được biết, đây là lần đầu tiên Winnie được theo mẹ đi khám thai, siêu âm em rồng. Trong video, bé Winnie diện áo dài hoa màu tím, tóc buộc gọn kết hợp cùng vòng cổ ngọc trai xinh xắn. Cô bé tò mò đặt nhiều câu hỏi, hào hứng đi theo mẹ ở khắp nơi. Thậm chí, Đông Nhi còn được ái nữ hộ tống vào tận phòng siêu âm. Sau khi được bác sĩ thăm khám, bé Winnie lễ phép cảm ơn bác sĩ thay mẹ và nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhân viên tại phòng khám. Đáng chú ý, ái nữ còn thể hiện khía cạnh trưởng thành, có hành động quan tâm mẹ khiến dân tình tan chảy. Khi Đông Nhi giả vờ bị đau và khóc thút thít, Winnie liền dùng tay xoa xoa đồng thời hôn vào chỗ đau của mẹ. Cô bé ngọt ngào an ủi, mẹ đừng có khóc, xong rồi mà. Nhiều khán giả đã để lại bình luận khen ngợi, cho rằng ái nữ nhà Đông Nhi ông Cao Thắng dù còn nhỏ tuổi đã cực kỳ tình cảm, quan tâm và chăm sóc người thân, an ủi mẹ khi mẹ mệt, đúng chuẩn chị hai tương lai. Trước đó, vào đúng ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, Đông Nhi gây sốt khi bất ngờ thông báo tin vui. Bà xã ông Cao Thắng xác nhận gia đình cô sẽ đón rồng con trong năm 2024. Cô đăng tải hình ảnh bé Winnie cầm que thử thai của mẹ và một tấm bảng có dòng thông báo, cô chú ơi, con sắp được làm chị rồi. Biểu cảm của ái nữ Winnie thể hiện rõ niềm hạnh phúc, hào hứng. Theo Đông Nhi, bé Winnie con gái cô đặc biệt phấn khích vì sắp lên chức trở thành chị hai. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi gia đình có thêm thành viên mới, đồng thời tiết lộ em bé trong bụng đã được 3 tháng. Cô viết, Valentine năm thứ 15 đặc biệt ý nghĩa vì gia đình nhỏ chính thức có thêm thành viên mới. Còn em bé Winnie thì phấn khích suốt 3 tháng qua vì được lên chức làm chị. Mong chờ rồng con của ba mẹ và chị Winnie. Bài đăng của Đông Nhi đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc sống gia đình của Đông Nhi và ông Cao Thắng. Về phần ông Cao Thắng, anh cũng bày tỏ sự phấn khích khi chia sẻ lại bài viết của bà xã về trang cá nhân. Sau đó, ông xã Đông Nhi cũng tiết lộ khoảnh khắc được vợ báo tin vui. Theo đó, bố bỉm được bà xã và con gái đánh úp tạo bất ngờ khi gia đình đang tận hưởng ngày lễ Giáng sinh tại Đà Lạt. Trong khi đang chơi trao đổi quà với hội bạn, thì vợ và con gái mang đến cho anh chàng một chiếc hộp bí mật. Bên trong hộp quà chứa một chiếc que thử thai hai vạch ti giả với em bé kèm một tấm thiệp Hello Daddy. Ông Cao Thắng tiết lộ, khoảnh khắc đó anh hồi hộp toát hết cả mồ hôi nhưng hạnh phúc không thể tả. Ông xã Đông Nhi dành lời cảm ơn ngọt ngào đến vợ. Anh nhắn nhủ, cảm ơn vợ yêu đã mang đến thêm một món quà ý nghĩa nhất cuộc đời anh. Thời gian trước, Đông Nhi nhiều lần vướng nghi vấn mang thai khi bị soi vòng hai lùm lùm khi lộ diện ở sự kiện hay trong ảnh chụp đời thường. Tuy nhiên, Đông Nhi vẫn giữ im lặng và chờ đợi qua 3 tháng đầu thai kỳ mới thoải mái chia sẻ tin vui với người hâm mộ. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!